Chào cả nhà, tiếp tục bài học nha. Vẫn là series học thiết kế với các phần mềm để ứng dụng cho thiết kế tiệc cưới, và phần mềm sử dụng là Adobe Illustrator. Mọi người cùng theo dõi nha. Đây, bây giờ anh em dạy tiếp nha. Mời chào mãi không xong, mệt quá. Đây, màu loang rất đơn giản đây. Guardian tool. Guardian tool này, Guardian tool này. Không biết đọc tiếng Anh như thế nào chuẩn, chắc là Guardian này. Thì là đấy. Cái này nhá. Chọn công cụ này này. Và chỉnh ở đây này. Chỉnh đây nhá. Đấy, em nhìn thấy không? Không, cái này thì đơn giản, cái này thì cứ xem đi đã. Cái này chỉnh chưa có gì, nhưng mà ở đây nhá, nó sẽ có ba cái ô này, em nhìn đây này, ba cái ô này, ba cách thể hiện khác nhau nhá. Đấy, thấy chưa? Đấy, tức là một cái thì nó, cái này là mới đấy nhá, cái thứ ba này là hình như anh mới trước, anh không để ý lắm đâu. Nhưng mà thường thường mình sẽ dùng hai cái này nhiều, tức là một cái là gọi là chuyển tuyến tính ấy, theo kiểu một đường thẳng ấy. Đây, anh sẽ chọn đây. Chọn hai điểm đây. Đấy, thấy không? Đấy. Thì tức là nó sẽ theo một đường thẳng này, em thấy không? Đấy. Ví dụ cái này phần kéo nó sang nhiều thì em nhìn thì màu này sang nhiều này, đúng không? Đấy, nó sẽ có ba điểm này. Một cái điểm này nữa này. Đấy, và một cái điểm này này. Đúng không? Đấy, thì em khi em điều chỉnh ba điểm đấy thì em sẽ thấy màu nó thay đổi rồi, đúng không? Không có gì phải nói, đúng không? Anh kéo chéo lên này. Đấy, anh ấn chuột này, thấy không? Anh thấy anh ấn chuột để kéo đi không? Ấn xong giữ kéo di chuột đi này, đấy nó thay đổi màu này. Thậm chí kéo tụt xuống dưới này. Đấy, thì em nhìn cái phần màu chuyển nó đúng ở trên cái phần của cái đây này. Anh kéo dài ra thì nó sẽ ăn dài ra nhá, anh ngắn ngắn lại thì nó ăn ngắn lại. Còn cái phần dư ra thừa ra ngoài thì là nó sẽ là của cái màu gần của cái màu gốc của cái đấy thôi, đúng không? Đấy. Thấy chưa? Thấy chưa? Cái này giữ shift đấy không thẳng được. Chỉ kéo để tự mình chọn, tự chọn góc cho nó chuẩn thôi, nhưng thường nó cũng không phải quá gần chuẩn mà. Nó lệch một tí thì có ai nhìn thấy đâu, đúng không? Lệch như này hay lệch như này một tí thì có ai nhìn ra đâu. Đấy, nhưng đây là thẳng nhá. Sang cái thứ hai này. Đấy, em thấy không? Từ trong ra. Đấy, cũng kéo thay đổi đây. Kéo thay đổi các điểm này. Đấy. Sao nhỉ? Có những khi tự nhiên nó cứ lỗi một cách hoái oăm. Đây. Đấy. Phải chọn đúng điểm thì nó mới kéo được. Vậy anh kéo bên này, à đây, vẫn được. Đấy. Đấy. Đây là cái màu gradient. Thì nó sẽ giống như kiểu tỏa sáng mặt trời đấy. Ở đây bên này là như kiểu mặt trời ở giữa, nó sáng lên xung quanh là trời xanh ấy, đúng không? Kiểu thế. Màu này sao nhìn qua kia không? Còn cái này là cái mà gọi là đấy, nó gọi là màu linh tinh. Đấy. Tức là mỗi cái điểm này nó sẽ có một màu. Thấy không? Mỗi cái điểm này sẽ có một màu. Ví dụ anh đổi cái điểm màu này thành màu khác nha. Đấy, thấy chưa? Đấy, anh chọn cái điểm này anh đổi sang màu khác này. Đấy. Đây là 4 điểm nhá. Em có thể di chuyển này. Đấy. Di chuyển đi này. Đúng không? Hoặc có thể chỉ là 3 điểm thôi, hoặc có thể là đây thêm điểm này. Đấy. Ấn dấu cộng lên đấy. Xong đổi màu cho nó đi thôi. Đúng không? Rất là tiện, đúng không? Đấy. Trông khá là ảo, đúng không? Đấy, thì có một cái nền ảo ảo rồi, đúng không? Là rất đơn giản thế, đúng không? Nhưng mà cái này nhá, cái này có một cái nữa mà khá là hay nữa là, đấy, anh sẽ dạy đây. Cái đấy thì rất là cơ bản rồi, đúng không? Cái đổi màu, cái thứ chọn đấy thì rất là đơn giản rồi. Nhưng ở đây nhá, để trắng đen nhá. Khi mà em không thấy hiện ở đây nhá, không thấy hiện cái thanh để đổi màu đây nhá,
Thì để ấn vào cái bên thanh công cụ này. Cái điền tung đó. Ấn vào thanh công cụ này. Đấy, nhìn chưa? Dạ. Đấy. Ấn vào thanh công cụ đây. Đấy, vào chuyên nghiệp một tí ấy, đúng không? Đấy, xong rồi là đây nha. Ở đây nó sẽ có cái điểm phụ này. Đấy, kéo này cho nó màu nó êm tí này. Dạ. Bây giờ anh sẽ làm một cái nha. Đây ví dụ ông này đây. À đây con ngựa đấy được. Rất là hay nha. Chọn cả hai này. Ở đây nó sẽ có cái là đây nhá, ấn đây này. Nhìn lại này, chuyên nghiệp này. Đấy. Ấn cái này nhá. Đấy. Đây này. Và ấn tiếp vào đây này. Ấn tiếp vào ba cái sọc ở trên này. Đấy. Nó sẽ hiện ra cái này này. Đây. Chọn cái này nhá. Ok chưa? Đấy, thì là đây. À. Thấy chưa? Ảo mộng tình yêu chưa? À, là tức hai là, cái đó nó ép vào nhau đó. Đúng rồi, nó ép vào nhau và cái đen trắng này nó giống như kiểu nó gọi là kiểu dạng một cái mặt nạ. Rồi. Mặt nạ để nó thay đổi cái phần chuyển sáng này, rất là cái là màu đen là sẽ bị mất hình đi. Dạ. Và còn màu trắng thì sẽ giữ lại hình. Đấy, thấy không? Rồi. Đấy. Thì cái này là một cái mình khá là dùng nhiều đúng không? Mình cũng khá là dùng tại vì mình muốn một cái hình tự nhiên nó bay đi dưới đấy, tức là giống như con ngựa nó hiện ra từ hư không ấy đúng không? Bóng. Đúng không? Hồn. Đây là muốn làm cái thiết kế đấy đúng không? Như kiểu hồn của nó, hồn xác ấy đúng không? Hồn xác bay lên trời này. Nhưng làm mình chú rẻ không có được làm cái này nha. Đấy, cái này thiên thần thôi, thiên thần đi theo hộ mệnh nha, đúng không? Đấy. Thế để mà thay đổi, để thoát ra nhá. Thoát ra thì đây. Ấn lại vào đây này. Nó sẽ có cái release này. Đấy, release này. Đấy, release opacity mask là tháo ra đúng không? Bỏ ra. Đấy, đây. Okay. Làm lại nhá. Bây giờ là anh ấy lại này. Bây giờ anh lại anh ấn vào đây này, sau anh ấn vào cái hình này này. Ấn vào cái hình chữ nhật đen trắng đây nhá. Em nhìn nhá. Anh ấn lại lên trên này để anh thay đổi được cái hình đấy nhá. Để thay đổi được cái gradient đấy nhá. Đấy nhá. Thì đúng không? Tức là bây giờ cái phần đen của em ít đi đúng không? Thì nó phải ít. Đúng không? Nó ít đi đúng không? Phần trắng nhiều lên đúng không? Thì nó sẽ là như thế đúng không? Nó rõ dần lên và nó chỉ mờ mờ một tí ở dưới chân thôi. Đúng không? Rất là rõ ràng mà, đúng không? Đấy. Còn nhiều lên thì là mờ gần hết đi này. Đấy. Đấy. Gọi là tan biến đấy, đúng không? Thì là tùy theo mức độ tan biến mà mình kéo này đi. Đấy. Release nhá. Bỏ ra này. Ấn xuống dưới, quên ấn xuống dưới. Phải để ý hai cái nhá. Dạ. Phân biệt hai cái chỗ này nhá. Cái vuông là có cái hình vuông. Cái mà mình chọn để mà thay đổi cái đấy. Ừ. Cái mà mình chọn để thay đổi cái việc mà làm mờ hình đấy là cái này này. Dạ. Là cái mà opacity này này. Đấy, còn cái phần mà để thay đổi cái map, cái mask trắng đen ấy thì là vào cái này. Dạ. Hiểu không? Cái gradient ấy. Ừ. Là cái mà từ đầu giờ anh dạy ấy là cái này, đúng không? Hai cái khác hẳn nhau đúng không? Ừ. Đấy, mình phải để ý cái đấy nhá. Đấy, anh tháo nó ra nhá, release nó ra nhá. Anh làm tiếp cho em một cái nữa. Vẫn là cái lúc nãy nhá. Đây, đổi màu nhá. Trắng đen luôn. Ừ, chính xác. Đổi luôn thành trắng đen. Đấy, được cái học sinh nhỉ? chưa đúng không? Cầm đèn chạy trước ô tô ấy. Đoán. Ô tô vậy chưa, ô tô chưa chạy vậy, đèn vậy, à, cầm đèn chạy vậy, tè trước rồi mà khổ đúng ấy. Chuẩn luôn. Đây. Thì nhìn thì đoán ra được đúng không? Bây giờ em có thể đoán được là nó sẽ như nào rồi đúng không? Đúng không? Đấy. Để tiếp tục nhá, trên cái hình này nhá. Anh ấn thêm điểm vào này. À như đây thế thì không nhìn thấy. Đây như thế là không nhìn thấy luôn. Đấy, em chỉ có di thay đổi thôi. Tức là bây giờ nếu mà muốn ấy thêm thì em phải release nó ra đã. Đấy, xong em thêm điểm vào.
em thêm điểm vào và à đây lại còn không ấn được luôn này, sao nhỉ? À đây, tại sao mà anh ấn từ nãy nó không thay đổi đấy? Tại vì là ở bên này đấy, nhìn mọi người nhìn bên này này, bên này này đấy, tức là cái mà phía trên ấy, cái phía trên đang là cái, tức là đang chọn cái nét ở phía trên, tức là đây khi anh thay đổi thì thay đổi nét chứ không phải thay đổi mảng màu. Cái mảng màu tụt xuống phía dưới này thì có nghĩa là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái mảng màu ở dưới đấy, mà là nó thay đổi cái trên. Tại sao anh nhấn từ nãy giờ nó không thay đổi? Em nhìn anh nhấn lại nhé. Cái này nó có một cái lệnh tắt, đấy, con shift x. Cái này nó có lệnh tắt là shift x, là đổi hai cái. Đây này, em nhìn lên, ấn để vào đây này. Thường để biết cái lệnh tắt ấy, để chuột vào đây sẽ biết. Đây này, thấy nó có chỗ chữ shift x không? Dạ, dạ. Okay. Đấy. Đây, shift x này. Vâng. Đấy. Thì có nghĩa là khi anh đổi thế xong nhá, đúng không? Là nó lên trên này. Thì bây giờ anh bắt đầu thay đổi được này. Thôi nhỉ, sao lại cái à, có mấy cái điểm. Cái điểm mình đâu nó. À đây đây, phải edit. Vừa rồi là anh chưa ấn cái edit. Tí thì thất bại, màn trình diễn thất bại. Đây 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 đây, ấn vào cái này đã. Vâng. Ấn vào cái này mới được này. Tức là chọn cái này rồi nhá. Chọn là chọn cái này rồi nhá. Dạ. Chọn cái free form này rồi nhá, đúng không? Free form guardian này nhá, đúng không? Nhưng phải ấn vào cái edit này. Ấn vào cái edit này mới được này. Đấy, thì là nó mới hiện ra các điểm này đấy. Thì anh bắt đầu thêm điểm này đúng không? Đây, rồi anh lại chọn màu đây. Chọn màu đây, đấy. Đó, nhìn rất là hoàn hoàn tà la văn đúng không? Nhiều cái mà. Đấy, thấy chưa? Rất ảo đúng không? Vâng. Đấy mới là một cách, nhưng cái này là cái cách này thật ra là nó cũng, nó gọi là như nào nhỉ? Nó không chủ động lắm trong cái việc là em muốn, giờ đây là em, anh đang nhìn lại nhá, bây giờ em lại muốn là cái đường mờ đấy nó lại chạy theo đúng cái cánh cơ, chạy một cách mượt mà theo đúng cái phần cánh cơ, đúng không? Thì lại tiếp tục nhá. Thì bây giờ tóm lại về cái gradient thì em biết rồi đúng không? Tức là nó hiểu là chuyển màu thế và nó có thể tạo một cái mask như thế. Bây giờ tiếp tục nhá, một cái nữa là cái mà gọi là tạo cái lưới mask. Đây, này, lâu vẽ lại phải mò. Đây đây. Đây tạo lưới đây. Đây nhá, cái công cụ nó đây nhá. Công cụ đây. Tạo lưới. Đấy em hình đúng nhìn cái lưới luôn đúng không? Đúng không? Phím tắt của nó là U. Control U. U chứ không phải Control U. Đây để chuột lên đây, U đây nhá, Mesh Tool đây. Đấy, chữ U đây. Đấy. Thì là U nhá. Anh nhìn này, anh ấn vào đâu để thêm điểm đấy này. Đúng không? Nó sẽ tạo thành lưới nhá. Cái lưới này này. Anh đổi màu này. Đấy, nhìn thấy câu chuyện nó quen không? Và tiếp tục nhá, nó hay hơn nữa này. Tại sao mà anh bảo này? Đấy. Thấy chưa? Cái đó là anh vừa bấm A để đổi điểm đúng không? Ấn A chứ đổi điểm sửa bình thường thôi đúng không? Thì lúc nãy anh bảo là anh muốn cho đôi cánh nó đen theo đúng không? Yeah. Đúng không? Anh chỉ cần bẻ cái điểm này đúng không? Ừ. Anh cho cái này lên đây đúng không? Tạo lưới. Đúng không? Để lấy điểm. Anh để về cái này lên đây nhá. Anh để opacity cho nó này. Cái này là bên opacity này. Cho nó mờ mờ này, chỉnh cho nó mờ mờ đi một tí này để cho nhìn được ở dưới này. Yeah. Đúng không? Sau anh vào điều chỉnh cái điểm đen này cho nó chạy theo cái đôi cánh đúng không? Không, thực ra cái này lúc nãy là nhiều điểm quá rồi, anh vẽ lại nhá. Vẽ lại này, chọn màu trắng này. Control X là đổi lại đúng không? Đổi lại cái phần Shift X. Shift X là đổi đây chứ, đổi lên dưới này đúng không? Shift X. Đây. Cả cái này này, ấn vào đây này, cho nó mờ mờ đi này, chỉnh xuống cho nó mờ mờ này. Đấy. Ấn vào đây nhá, ấn A nhá. Thay đổi điểm này.
Đấy, thế là em thấy anh có thể di chuyển cái điểm cho nó chạy theo đúng cái đuôi cánh không? Đúng không? Đấy, tức là bây giờ anh muốn cái phần ngoài rìa đuôi cánh của nó tối tối đi một tí, đúng không? Các cái điểm đấy anh bắt đầu chọn màu đen này. Đen đây thì nó sẽ loang ra nhiều đúng không? Dạ. Thu cái cây nó lắm lại. Thế thì mình phải thêm điểm. Lúc đấy mình bắt đầu lại thêm điểm U đây. Ấn U thêm điểm này. Đấy. Ấn phát nó thêm điểm luôn này. Đấy. U này. Thế thì tức là nó ngăn ở các cái điểm này đúng không? Tức là nó sẽ không để các cái điểm này nó lan ra rộng quá cái phần màu đen đấy. Đúng không? Lúc nãy là em nhìn thấy một phần màu đen nó bị rộng quá đúng không? Thấy không? Thấy phần màu đen nó ít hẳn được chưa? Tức nó bị khống chế ở trong giữa các cái điểm đấy. Đúng không? Nó không thể chạy đi xa quá nhiều các cái điểm màu đen đấy được. Đấy, rồi. Trước khi đấy nhá, lúc nãy mình đang để mờ mờ cái này để dễ nhìn đúng không? Back lại 100% này, đúng không? Chọn lại này. Make opacity mask này. Thấy chưa? Chỗ này là anh lười anh không sửa đúng không? Dạ. Anh cố tình cho mông nó đen tí. Đấy, đúng không? Em thấy nó mờ 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 đi đúng không? Ảo ảo cái này đi đúng không? Đây nhá, anh lại sửa tiếp nhá. Đấy, bên này ấn ra thì nó hiện ra điểm rồi đúng không? Nhìn này, nhìn kéo vào này. Thấy chưa? Thấy chưa? Đấy. Hết mông đen nhá. Thấy chưa? Đúng không? Rất ổn luôn đúng không? Đấy. Đây. Chỗ này muốn trắng thì đẩy cái phần trắng lên sát lên đây. Thấy chưa? Rất ngon không? Đấy. Nhưng mà có để ý có một cái nhá, nếu em vẫn đang để trong cái phần này nhá. Mà em muốn vẽ thêm cái gì đấy, em làm thêm cái gì đấy này. Nó không hiện ra luôn. Tức là nó không nó sẽ không làm được ở phía ngoài. Đây thử lại. Không làm được. Đây tức là em có nhìn thấy anh vẽ một cái hình màu đen nó có hiện ra đâu. Ừ. Đúng không? Vâng. Đấy anh vừa vẽ đây là đang để màu đen nhá. Dạ. Anh vẽ một cái hình vuông chữ nhật màu đen nhá. Nó lại che đi cái này đúng không? Ừ. Tức là bây giờ nó tạo thành một cái mask. Ừ. Nó vẫn là ở trên trong cái phần mask này chứ nó không phải là vẽ hình nữa. Bây giờ cái này nó chỉ là tạo mask thôi. Ừ. Như mình phải đúng không? Gộp lại để tạo hình. Đây kể cả để thành màu cam thì nó cũng chả cái gì đúng không? Ừ. Nó chỉ mờ mờ thôi đúng không? Tức là nó vẫn là mask. Ừ. Xóa đi này. Tức là phải ấn vào đây này. Ấn trở lại vào cái hình bên này này. Ừ. Đấy, thì bây giờ là xong rồi. Đấy, thấy chưa? Lúc nãy là mình chỉnh cái mask. Dạ. Là ấn sang đây là chỉnh cái mask. Thì cái này nó mờ đi đúng không? Mất cái liên kết này đi đúng không? Vâng. Đây chỉ là để chỉnh cho cái mask thôi. Ừ. Tức là cái mặt nạ ấy. Ừ. Cái mặt nạ để mà chỉnh cái chuyện độ mờ đấy. Dạ. Ấn xong em ấn vào đây. Đấy. Okay. Còn thoát ra thì vẫn là release rồi. Ấn vào đây hoặc là ấn vào bên này. Release mask đây hoặc là ấn ngay vào đây. Ấn ngay vào cái ô này là được. Đây. Ngay vào ô này là cũng được. Release đây. Nhá. Okay. Là cũng được. Là nó thoát ra thôi. Đấy. Thấy chưa? Okay. Đấy thì cái này là cái khá là hay. Thì rất là cái ngoài cái chuyện mà tạo mask này này thì bản thân cái lưới này này nó có thể là vẽ màu vẽ miếc này. Thế em biết không? Cái ứng dụng của nó là để vẽ màu màu mảng màu. Dạ. Anh lại cho em xem một cái ứng dụng. Ví dụ anh vẽ trước anh vẽ một cái như của cái rèm. Anh vẽ một cái rèm nhá. Đấy, anh vẽ một cái rèm lưới này. Anh chọn điểm này. Đấy. Ừ. Em thấy nhìn thấy đúng cái rèm chưa? Vâng. Đúng không? Cái này mình có y để cho nó giống cái kia được không? Đây, thử xem. Được mà. Đó. Cái thử thôi đúng không?
đấy, thấy chưa? Nó thành cái rèm đúng không? Kiểu cái nơ hoặc cái khăn năn cái thứ đấy. Còn nếu mà mình muốn làm cái line, tức là cái này, cái u này là em có thể thêm vào các điểm, em có thể thêm vào các điểm, dạ, thêm vào rất nhiều các điểm và điểm để em có thể thay đổi, đúng không? Nó cũng có các điểm neo này, em có thể thay đổi và trên cái điểm thay đổi thì em có thể đổi màu, đúng không? Còn cái việc nó sẽ thay đổi như nào thì em cứ thử sẽ biết. Nhưng cái này là một cái, thật ra là một cái công cụ nâng cao, cái công cụ rất nâng cao và mình chỉ sử dụng, thật ra là ở đây sử dụng ở cái hữu dụng nhất ấy, chính là cái mà đấy tạo thành cái mask để mà làm mờ cái hình này đi đấy, và có thể là vẽ một số cái đơn giản. Chứ thật ra là cái này là một cái rất là nâng cao trong AI để mà vẽ hình. Nhưng mà mình làm những cái đường này có màu luôn rồi. Thì đấy, đây là màu luôn gì nữa, đây chính là màu luôn gì nữa. Còn em thích màu gì thì em đổi màu đấy thôi chứ. Không, vẽ cái đường đó đó, cái đường đây như vậy này, à, mình làm đường line luôn á. Không, line thì em lại phải vẽ một cái line vào đấy. Ở đây nó chỉ là các cái điểm để em lưới và em để đổi màu cho nó thôi, chứ nó không phải là cái đường thật. Không phải đường vẽ của ừ, nó không phải là đường vẽ thật, nó chỉ là cái đường để em định vị, để em đổi mảng màu thôi. Và muốn thay đổi cái đường điểm đấy thì nó bắt buộc phải có điểm neo. Dạ. Đấy, tại sao nó phải có điểm neo là như thế, để em mới thay đổi được đường cong này. Đúng không? Vẹo vọ thay đổi các kiểu. Đấy. Thế thôi, thì cái đấy nó chỉ như thế thôi. Còn nó cũng nhiều thì lắm. Chính cái đấy là cái mà nó ví dụ đây là cái mảng màu bệt, chứ còn ví dụ nó sẽ vẽ được những cái mà kiểu đổi màu là bằng cái kiểu công cụ đấy. Đấy. Đây này. Cái này là cái gradient này, nhưng mà gradient đơn giản này, vẫn là gradient một chiều này. Đấy. Thế nó còn có thể là có những cái gradient theo kiểu nhiều chiều đấy, lòng hoàng đấy, hình nó nát ra. Đấy là cái vẽ của nó là rất là phức tạp. Đấy. Đấy là gradient và cái mesh nhá. Là hai cái mình mới học nhá. Mấy cái perspective này cũng chả dùng luôn. Thêm một cái nữa này. Đây là đang em nhìn nó bị đè cái hình ra màu đúng không? Thì hôm trước anh đã dạy là ấn vào đây để đổi lại, trao đổi đúng không? Shift X đây. Đúng không? Shift X là thay đổi giữa hai cái này, giữa nét và viền này. Ở đây là nó đang là như anh nói là nó đang trống ấy. Một cái nó là fill này, nó để gạch đỏ này, tức là không có gì ấy. Thì mới thành được như này nhá. Thì em mới ấn Shift X này, còn nếu mà cái này nó đang là màu thì em có đổi đi đổi lại thì nó cũng thế. Đúng không? Nó chỉ là đổi lại giữa màu và nét thôi, đúng không? Nhưng mà vì cái đấy là một cái nó đang tắt thì em mới làm được như thế, đúng không? Cái này nó đang tắt đi này, đấy, nhìn đây nhá, đúng không? Cái này nó đang màu đỏ, gạch gọt đỏ tắt đi thì nó mới có tác dụng, đúng không? Đấy, thì là nó mất đi cái phần màu và nó chỉ còn đường thôi. Bây giờ xem đây, là mình sẽ dùng cái công cụ này. Đây, công cụ này đây. Đấy. Nó là tên là width tool. Tức là cái công cụ về bề ngang, bề rộng đấy, đúng không? Độ rộng nét. Đấy. Xem nhá. Đấy. Đấy, nó chỉ kéo một nét thôi. Kéo này, thêm điểm này, cũng thêm một điểm này. Sao cái này lại nhỏ hơn cái đó ta? À, mình chưa kéo. Thì em thích cái nào chỗ to thôi thì em to thôi. Chỗ này em thích nhỏ thì em cho nhỏ vào. Đấy, chỗ nào thích nhỏ thì cho nhỏ vào thôi. Thì em thấy là ví dụ đây lại giống như kiểu em muốn vẽ một cái giải lụa ấy. Đúng không? Em muốn vẽ một cái giải lụa như này đúng không? Thì đáng lẽ công việc của em là nghĩa lúc trước là em sẽ phải vẽ hai đường đúng không? Không phải hai đường mà bao đường bao. Nó gấp đôi công việc đúng không? Thì đây em chỉ cần vẽ một lần thôi và em kéo đi, thay đổi đi, đúng không? Đấy. Tại sao lại như thế? Thì có vẻ rất là nhanh đúng không? Và cái này anh lại dạy tiếp nha. Có một cái rất là quan trọng nữa là bây giờ em để ý nhá. Cái này để mà cắt ấy. Đây là cái này là gọi là cái thể hiện đến nhìn nhá. Tức là em đang nhìn thấy ấy, trên thể hiện trên bản vẽ thì nó là màu như này. Nhưng nếu mà đưa cái file này về sau em đưa vào gọi là làm file cắt CNC ấy. Cắt CNC ấy, mà em muốn cắt theo cái đường, nếu mà em đưa cái file mà cắt ấy, thì nó sẽ cắt theo đúng cái đường ở giữa này, vẫn là cái đường gốc của nó. Tức là cái mà em đang nhìn thấy to nhỏ này nó chỉ là cái thể hiện thôi.
Cho nó áp vào cái công cụ kia để nó thể hiện to nhỏ ra, để nó thể hiện về 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 độ dày của đường nét thôi. Chứ còn thực chất ấy, thực chất mà cái đường vector của cái hình này ấy, khi mà anh chọn đấy, em thấy không? Vẫn là cái đường màu xanh này. Đấy, vẫn là cái đường màu xanh này và vẫn là đường nhỏ tí ở giữa thôi. Thì có nghĩa là khi mà nếu mà đưa cái này vào để mà làm file cắt CNC ấy, thì nó sẽ cắt theo đúng cái đường này này. Chứ nó sẽ không cắt theo cả cái hình ngoài này đâu. Hiểu chưa? Thì ở đây nó sẽ có một cái công cụ gọi là công cụ chuyển đổi. Cái này nó cũng tương tự như cái này này. A, B, C, D. Đây, ví dụ khi em viết một cái chữ này. Đấy, đúng không? Thì khi em chọn ấn vào để chọn này, kéo đi thì em thấy toàn bộ phần màu chữ nó xanh lên đúng không? Màu xanh lên đúng không? Bây giờ anh cho cái chữ này nó từ đây nhá, kéo xuống này. Đây nó có cái cách gọi là để đổ màu cho đây, giống cái này. Đang là ví dụ đang là màu đen đấy nhá. Anh cầm cái màu đen này kéo xuống cái này. Đấy, cầm cái màu đen kéo xuống cái trống này là nó sẽ ăn theo màu đen luôn. Là cái nét cũng màu đen nhá. Bây giờ anh cho cái này lên thành nét dày lên này. Thấy chưa? Anh ấn vào đây anh kéo đi này, em nhìn này. Khi anh ấn vào chọn và kéo đi, em nhìn thấy cái màu xanh nó hiện lên ấy, tức là đúng phần chữ ấy. Nó vẫn chỉ ở trong thôi đúng không? Được. Còn cái phần nét dày ở ngoài nó chỉ là cái thể hiện cái nét thôi. Là đúng không? Máy cắt nó chỉ cắt cái phần màu xanh. Đúng rồi, đấy. Tức là cái phần ngoài đấy em nhìn đấy. Đấy, thì bây giờ cái để mà cách để mà mình biến từ cái đường mà nó chỉ là cái đường ở phía trong này thôi này, hoặc là cái nét ở trong này này, thành một cái đường đúng cái đường vector như này luôn để nó cắt theo được cái hình này luôn. Đấy, cắt CNC hoặc là nó theo được cái hình này luôn. Tức là em vẽ hình xong em muốn đưa vào cái file cắt CNC để em cắt theo cái đúng cái đường ngoài này nhá, chứ không phải là cái đường ở trong này nữa nhá, đúng không? Cả hai hình này nhá. Thì nó có hai cái nhá. Đầu tiên là cái chữ này trước. Thì nó sẽ có hai cái thao tác. Đầu tiên là thao tác là ấn là Ctrl Shift O. Nhớ nhá, Ctrl Shift O. Đấy. Ctrl Shift O là nó sẽ biến đây, đấy, anh ấn vào bây giờ nó không còn là cả cái mảng này màu xanh nữa, em nhìn nó là cả cái mảng này xanh đúng không? Nó thành hai nét đúng không? Tức là bây giờ nó không còn là cái chữ được có thể thay đổi được nữa rồi. Anh làm lại nhá, nếu mà lúc nãy như này anh ấn vào thì anh có thể thêm chữ được nhá. Đúng không? Nhưng mà khi anh ấn Ctrl Shift O tức là gọi là convert chữ. Convert chữ tức là đã biến chữ thành một cái hình vector rồi. Đấy, thì em không thể em không thể sửa nữa. Đây mà bây giờ nó là các cái hình rời rồi. Đấy, em không thể thêm chữ được vào nữa. Đúng không? Thì thao tác đầu tiên là Ctrl Shift O là convert chữ. Và thao tác thứ hai nhá. Đây. Lại quay lên cái object nhá. Path này. Lúc nãy là mình đã dùng cái lệnh offset path rồi đúng không? Là để hình đồng tâm rồi đúng không? Bây giờ sẽ dùng cái lệnh này, anh đã đặt phím tắt cho nó đấy là outline stroke. Tức là biến nó thành đây. Biến nó thành ấy đây. Đặt nhìn lại nhá. Đây, cái lệnh đấy nhá. Outline stroke. Đây. Biến outline là viền. Cái lệnh phím tắt này là anh đặt rồi đấy, chứ còn bình thường nó không có phím tắt đâu. Thì là đây. Em nhìn thấy không? Em đã nhìn thấy có một cái đường ở ngoài chưa? Đúng không? Tức là nó đã biến cái đường nét ở ngoài thành cái đường vector rồi, để em có thể cắt rồi. Đúng không? Và em có thể chỉnh sửa được. Lúc nãy em không chỉnh sửa được đúng không? Tại vì làm gì nó có đường đâu. Nó làm gì có điểm đâu đúng không? Nó chỉ là một cái thể hiện màu thôi. Đấy, back lại nhá. Đây này. Anh muốn ấn vào đây để anh chỉnh được đâu có được đâu đúng không? Anh chỉ ấn vào phía trong rồi đúng không? Nhưng sau khi anh ấn con chữ W cái này, đấy, thấy chưa? Ừ, là nó thành rồi đúng không? Hoặc là phải lên đây. Chưa biết đặt phím tắt thì phải lên đây. Path đây. Outline stroke này. Đấy. Vẫn là stroke đấy. Outline stroke này. Đấy. Thì nó thành nét đúng không? Vậy thì nếu mà mình đổi cái chữ ở nhưng mà nó thành chữ hai lớp hồi nãy em hỏi. Đấy, tức là bây giờ nó có vấn đề, tức là ở đây em sẽ nhìn thấy nhá, nó là có hai lớp nhá. Một lớp ở trong đúng không? Dạ. Một lớp ở trong và một lớp ở ngoài đúng không? Đấy. Đấy, đúng không? Đúng không? Nó là hai lớp đúng không? Thì khi ví dụ cái này này em có thể ấn group ra này. Đấy, sau đó ấn group tiếp một lần nữa này. Ấn Ctrl Shift G này. Ctrl Shift G là ấn group, còn group là đấy. Xong rồi khi em ấn vào đây em ấn thì tại cái lớp to này lại ở trên. Cái lớp to này em ấn xuống dưới em không chọn được nhá.
Tức là cái layer của cái lớp to này đang ở trên. Vâng. Mà cái lớp bé hơn nó lại ở dưới, đúng không? Khi em ấn bound thì em sẽ nhìn thấy nó hiện ra này. Nhưng em ấn vào thì nó chỉ chọn được cái lớp trên thôi này, đúng không? Okay. Thì bây giờ anh muốn chọn hết cái lớp đấy, em cho tụt hết xuống dưới này. Đấy. Anh lại chọn hết một lượt này. Chọn hết một lượt đúng không? Anh giữ shift này. Giữ shift này, trừ đi này. Anh bao anh trừ đi cái phần trên này. Đấy, thì anh lại chọn đúng cái phần ở dưới. Em hiểu cách anh đang chọn hình không? Cái thao tác chọn hình không? Khi anh ấn này, chọn bao này là chọn bao hết nhá, đúng không? Dạ. Nhưng mà anh muốn bỏ đi những cái phần ở rìa đây đúng không? Anh giữ shift. Giữ shift là có nghĩa là bỏ đi đúng không? Anh có thể ấn từng chữ một này, ấn từng chữ một nó cũng bỏ đi này. À, okay. Đúng không? Nhưng tại vì nó tất cả nó đều ở cái phần rìa ngoài như thế giống nhau đúng không? Nó thừa ra giống nhau đúng không? Giữ shift bao còn một lượt như này, nó bỏ ra đấy. Okay. Thấy chưa? Anh có thể chọn cái màu đấy đây. Đấy, thấy chưa? Đây là đang chọn nét nhá đúng không? Đang để phần nét ở trên đúng không? Yeah. Nếu mà anh chọn màu thì anh ấn vào cái này hoặc là shift x đây. Đấy, và chọn màu đây. Ok. Đấy. Còn nếu mà muốn là gộp luôn hình vào thì là ấn chọn này là thôi là gộp hết hình rồi, cái này là buổi từ buổi trước rồi. Yeah. Đấy, là gộp hết hình lại luôn. Đấy, thì cái đấy không có gì. Đấy là xong phần chữ nhá, chữ là nó hơi phức tạp như thế. Còn cái này này thì đơn giản hơn. Đúng có vào dùng cái đấy lệnh thế thôi. Pass đây. Hoặc là stroke đây, đúng không? Đấy, là xong. Là nó thành điểm đây rồi, đường đây rồi. Em có thể kéo điểm đây rồi. Sửa điểm được. Sửa điểm được rồi này. Okay. Đấy nhá. Đấy. Cái này cũng là cái mà rất là quan trọng trong việc là tạo thành các cái file cắt. File cắt chữ khi mà em làm file xong mà em vẫn để nguyên text ấy. Mà bên in bên cắt nó không có phông chữ ấy, là nó sẽ bị nhảy phông chữ. Đấy. Tức là em gửi cho bên in bên cắt nó sẽ bị nhảy phông chữ, nhưng em convert này thì chả có nhảy nhiếc gì nữa. Người ta không có phông đấy không sao, tại vì nó là hình rồi chứ nó không còn là phông nữa, đúng không? Đấy thì hiểu đúng không? Đấy, thì nó như thế thôi. Là nó đã có tác dụng là convert cái phông chữ như thế. Đấy thì cái này là anh để anh làm được là cũng như thế. Ví dụ anh muốn convert phông chữ các thứ thì anh phải làm như thế. Đấy. Có một cái cột ở dưới đất ha. Ờ. Cột bị gãy. Tiếp tục một tí nữa nha. Đúng là nâng cao luôn á. Nãy giờ nó bị hơi ngợp ấy đúng không? Khó. Nó sẽ hơi ngợp, thế nên là cái này là phải học và phải làm xong phải dừng lại. Dạ. Chứ còn nếu mà em cứ học liên tục thì đầu óc nó mệt lắm. Nó sẽ bị rất là mệt. Nhưng mà may là hiểu. Thế có gì đâu mà không hiểu. Công cụ nó là để thật ra một đống những cái công cụ này anh hầu như anh không dùng đến. Đây ví dụ một số cái là vẽ đường thẳng này. Thì thật ra nó cũng giống như kiểu cái P kia rồi đúng không? Khi em ấn vào nhá, em để ý nhá, em ấn vào nhá. Ấn giữ chuột một lúc, ấn giữ chuột một lúc này thì nó sẽ hiện ra các cái công cụ phụ ở dưới. Đấy, ví dụ như vẽ đường cong đây. Thì thật ra có dùng gì đâu đúng không? Tại vì bình thường mình dùng P là nó chủ động rồi chứ việc gì mình vẽ cái đường linh tinh đây. Nhưng có cái này nha, cái này là hay này, đường xoắn ốc này. Đấy. Hoặc là vẽ chia lưới này. Đấy, ấn vào ra ngoài cái này. Công cụ nó có một cái như là nếu mà em ấn thẳng vào đây, em dùng lệnh thì nó sẽ không hiện ra các cái gọi là option để em lựa chọn. Là làm lệnh luôn. Nhưng nếu em đang để trống đấy và em ấn thẳng vào. Nháy chuột một lần. Nháy chuột thật một lần, nháy thì không gì. Nháy một cái, click một cái thì nó sẽ hiện ra các cái bảng lệnh để em thay đổi. Đấy. Rất nhiều cái như thế nhá. Cái rotate thì lại không được này. Rotate lại phải ở giữ an này, giữ an ấn này. Đấy. Tại vì nó thay đổi điểm. Cái này cũng không được này. Cái này cũng không được luôn, đúng không? À, cái V này ấn cũng không được. Cái chữ mà phải nháy đúp. Cái V này gì? Mình làm dạng viền á. Mình làm dạng viền đó là mình không thay đổi được nội dung đúng không? Anh. Đúng rồi, đã biến thành viền rồi thì không thay đổi nội dung nữa, tức là không thay đổi được text nữa. Lúc đấy text nó là biến thành hình còn gì nữa. Quyết định cho kỹ đi rồi làm tiếp. Chứ còn hình thì nếu mà nó vẫn là hình thì lúc nào chả thay đổi được, không sao đâu. Đúng không? Hình như này A thì em thay đổi thoải mái, nó là điểm với đường thôi mà. Đấy. Đấy, về cơ bản là lệnh thì nó cũng chỉ xem thế thôi, nó cũng không có quá nhiều thứ để mà nói đâu. Đấy, bây giờ anh giới thiệu lại thêm một tí nữa về những cái bên này. Tức là ví dụ những cái này là cái chọn màu này. Đấy. Hơn nửa tiếng rồi đó. Ừ, thế thôi thì nó cũng là coi như là hết một bài nữa thôi. Đúng không?
dài quá mất công cắt thành tập 5 nữa. Đấy thì cơ bản là cái tập này là một số cái thế là khá là hay đúng không? Dạ. Cái chuyện mà thực hành là cực kỳ quan trọng luôn. Nó là cái yếu tố sống còn luôn ấy. Tại vì nếu mà không thực hành thì không bao giờ làm được. Chào mọi người nha.